Cho nên ngày hôm nay em lấy hết can đảm để nói cho anh lời này là thực sự em rất là thích anh. Anh Hải à, ngày hôm nay em hẹn anh ra đây á là có một chuyện em muốn nói với anh, mà nếu em không nói ra thì em rất là khó chịu. Mà chuyện gì quan trọng với em nói đi, anh nghe nè. Từ lúc gặp và làm việc cùng anh cho tới bây giờ, những lời nói của anh, những cử chỉ của anh đã làm cho em có rất là nhiều cảm xúc. Cho nên ngày hôm nay em lấy hết can đảm để nói cho anh lời này là thực sự em rất là thích anh. Em thích anh đó hả? Mà Trang ơi, anh nghĩ em á nên tìm những người phù hợp với mình hơn. Còn anh đã lớn rồi, anh chững chạc rồi, anh không thích hợp với em đâu. Nhưng mà em thích cái người kinh nghiệm, chững chạc như anh vậy đó. Trang à, anh rất là cảm ơn em. Nhưng anh có gia đình rồi, và anh rất yêu gia đình của mình. Vợ anh rất là thương anh. Vợ của anh là một người phụ nữ rất là tốt, cô ấy rất là đảm đang, rất yêu thương gia đình, rất yêu anh. Vợ anh là người đã theo anh từ lúc á trong tay anh chẳng có gì cả, và đến hiện tại cô ấy rất là yêu anh, và anh cũng rất là yêu cô ấy. Cho nên á, anh không thể chấp nhận tình cảm của em được cha à. Em đừng buồn anh nha. Em cảm ơn câu trả lời thẳng thắn của anh. Em nghĩ vợ của anh thực sự rất là hạnh phúc vì có một người chồng như anh. Em chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã dành chút thời gian ngày hôm nay cho em. Thôi, em xin phép. Em à, anh rất là thương em, rất là nhớ em. Trong tháng này anh đã từng trôi đến 8 cô rồi đó. Em làm ơn, em có thể báo mộng cho anh biết á, là cái chìa khóa em khóa thằng em anh không? Anh khổ, khổ. Dung mặt mụn. Anh nghĩ sao mặt tôi mụn vậy? Anh nhìn kỹ rồi đi ha. Em làm gì mặt láng vậy? Trời, tất nhiên rồi, phải láng chứ. Ủa, mà mình chia tay mà anh tới kiếm tôi chi vậy? Anh
em có nhớ chúng ta đã từng rất yêu nhau không? Không, không có nhớ gì hết đó. À, những kỷ niệm mà mình bên nhau đó. Kỷ niệm gì? Kỷ niệm rất là đẹp á, em nhớ không? Không, tôi không nhớ. Thôi kệ, hôm nay anh tới đây á, anh muốn nói là trong thời gian chúng ta yêu nhau á, anh rất là hạnh phúc. Thì anh nói gì anh nói đại đi. Anh hôm nay anh muốn nói em trả lại tất cả những đồ mà anh đã mua cho em á trong thời gian. Anh nói gì hả? Anh bỏ ra coi. Anh nghĩ sao vậy hả? Chia tay bắt đầu quà hả? Đó, không phải. Cái gì? Này, cái gì anh nói đi. Người yêu mới của anh á bắt anh tới đây nè, phải đòi lại tất cả những đồ mà anh mua tặng cho em, chứ không là nó chia tay anh. Kỳ vậy? Được, anh đứng đó, anh đợi tôi ha. Điện thoại nè, trả cho anh nè ha. Đồ đẹp kiểu anh tặng cho tôi nha, trả cho anh hết luôn. Xe nè ha, chiếc xe ha, tôi đang rửa bên kia kìa. Chút nữa có dĩnh và bánh lấy ha, tôi khuyến mãi rửa xe cho anh luôn. Cảm cái đồ đàn ông gì mà bủn xỉn. Ê, dùng cái gì nữa hả? Cái gì? Anh muốn nói cái gì nữa? À, còn cái bộ mỹ phẩm là trước anh mua tặng cho em chị mụn đó. Em trả anh đi, cái đó mắc tiền lắm. Được, anh đứng đó. Tại trả hết cho anh, trả hết lại cho anh. Chắc là xài hết rồi nên mặt mới láng dữ vậy. Cứ kiểm tra lại đi ha, coi tôi có xài cái gì không, anh kiểm tra lại đi. Không xài sao mặt láng vậy? Tất nhiên rồi, tôi nói cho anh biết luôn ha. Tôi xài cái này nè, tôi xài cái này nè. Anh nhìn đi, nhìn đi, tôi xài cái này nè. Em để gần quá sao anh đọc? Đó, đọc đi, đọc đi, đọc đi, đọc đi. Em đọc giùm anh đi ha. Rồi tôi nói cho anh biết, tôi xài kem trị mụn xóa thâm cao cấp của Eva Doctor ha. Đây là sản phẩm đẹp thương hiệu chất lượng cao năm 2016 đó. Hiệu quả vậy luôn hả? Trời, chứ thì sao? Nếu mà sản phẩm mà không hiệu quả, công ty sẽ hoàn tiền lại 100%. Hay quá ta. Ừ, nè ha, sẵn tôi nói nha. Tôi tặng cho anh, tôi khuyến mãi cho anh về nhà anh tặng cái con cho con người mới cho anh đi. Cho hẳn 2 triệu tiền hộp quà. Hẳn 2 triệu tiền hộp quà. Dung, tối qua trẻ em đi ăn nha. No no no. Không lẽ có sản phẩm nào tốt đến mức như vậy ta? Đồ mình mua cho đâu có rẻ tiền đâu. Mà xài không hết, không lẽ cái này xài hết. Hay thật. Kem trị mụn xóa thâm cao cấp của Eva Doctor. Hay nha. Đem về cho con bồ mới xài thử. Chắc chắn hiệu quả. Em đi đâu vậy nè, đi về hả? Em đi luôn đi. Gom đồ đi hết đi. Biết. Em đi đâu vậy nè, đi về hả? Em đi luôn đi. Gom đồ đi hết đi. Biết. Nè, quay đi. Nè. Nè. Nó bảo mày.